cho các bạn. Nếu các bạn còn đang lây hoay tìm cho mình một điểm đến du lịch vào dịp Tết này, thì Ngọc Thú sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả một địa điểm du lịch rất đổi quen thuộc nhưng mà cũng không kém phần mới lạ đâu. Đến nơi đây thì quý vị khán giả có thể được hòa mình với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và còn được thưởng thức những món ăn dân dã miền Tây nữa, hay là để check-in tại những địa điểm đẹp không tưởng. Ngay bây giờ thì Ngọc Tú sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả ngay địa điểm này nhé. Và các bạn thân mến, đây là một trong những điểm mà mới lạ Ngọc Tú muốn giới thiệu với quý vị khán giả, đó chính là khuôn viên bồ câu. Ở đây thì nuôi khá là nhiều các loại bồ câu và như chúng ta có thể thấy là số lượng bồ câu ở đây có khoảng lên tới 300 con. Và các bạn bồ câu ở đây thì trông khá là gần gũi và dễ thương đúng không nào? Ngoài ra thì khuôn viên ở đây cũng được trồng rất nhiều các loại hoa, như chúng ta có thể thấy là ở đây có những dàn hoa giấy rất là rực rỡ màu sắc, tạo nên một cái khung cảnh rất là nên thơ. Chính vì vậy đây sẽ là một trong những địa điểm phải nói là thu hút rất nhiều bạn trẻ thích check-in tên Tây. Như các bạn có thể thấy thì những chú chim bồ câu ở đây thực sự rất là thân thiện, rất là dễ thương luôn. Và có thể là chúng ta có thể tới đây để cho ăn trên tay như thế này. Đây chính là địa điểm du lịch mà Ngọc Tú đã nhắc tới. Nhìn những mảng bèo xanh mướt như thế này nè, cùng với những hàng tràm thẳng tắp phía sau nữa thì chắc các bạn đã đoán ra được đây là đâu rồi đúng không nào? Vâng, đó chính là rừng tràm Trà Sư, một địa điểm du lịch nổi tiếng và rất đổi quen thuộc nằm trên địa bàn xã Giang Giáo của huyện Tân Biên, tỉnh An Giang. Và năm 2020 này thì sẽ còn rất là nhiều điều đặc biệt và mới lạ nữa. Và đó là gì? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi khám phá nhé. Rừng tràm Trà Sư thì có tổng diện tích là 850 hecta với cái cảnh quan sinh thái chủ yếu là rừng tràm. Nơi đây được mệnh danh là bảo tàng tràm nhiệt đới vì số lượng tràm ở đây rất là nhiều. Một điều đặc biệt ở năm 2020 này ở rừng tràm Trà Sư đó là rừng tràm Trà Sư vừa được xác lập hai kỷ lục Việt Nam. Kỷ lục đầu tiên mà Ngọc Tú muốn giới thiệu với quý vị khán giả đó là rừng tràm Trà Sư được xác lập kỷ lục Việt Nam là rừng tràm đẹp và nổi tiếng nhất ở Việt Nam để đi du lịch vào mùa nước nổi. Và còn một kỷ lục nữa là gì thì tí xíu nữa Ngọc Tú sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn biết ngay nhé. Bây giờ thì Ngọc Tú chuẩn bị di chuyển qua xuồng bơi thay để có thể ngắm rừng tràm một cách kỹ hơn. Chị, bây giờ thì mình chuẩn bị đi chèo vô đâu vậy chị? Mình đang đi chèo vào bên trong tham quan chim cò lần tổ. Và khu vực của chim cò hiện giờ là mùa này là mùa sinh sản của nó đó chị. Mình đi như vậy tầm khoảng bao lâu thì mình sẽ đi giáp được cái khu vực này để mình tham quan hả chị? Mình đi xuồng chèo tay là tầm khoảng 15 đến 20 phút. Là một chuyến xuyên đi của mình vậy đó. Rồi mình trở về bến lại. Chị, là mình làm nghề này lâu chưa?
Dạ em làm được 7 năm rồi chị. 7 năm rồi, gắn bó với rừng đào cà phê 7 năm rồi. Dạ. Ờ. Sao mà hồi đó chị chọn cái nghề là mình phục vụ trong rừng đào cà phê này? Dạ nói chung thì lúc đầu á thì mình cũng giống như là mình chỉ là xin việc làm mình làm thôi, nhưng mà từ từ giống như là mình yêu nghề á chị. Chị làm ở đây là 7 năm rồi. Gì đó. Dạ. Đó giờ mình ở đây mình có những cái kỷ niệm gì đáng nhớ với nơi này không? Dạ nói chung kỷ niệm thì nhiều kỷ niệm lắm chị ơi. Trà sư của mình á là mình đẹp á là mình đi vào mùa nước nổi á. Là cái mùa đó là ấn tượng và đẹp lắm luôn, là nguyên trên mặt nước của mình nguyên một thảm bèo thực vật luôn. Nó phủ xanh kín cả mặt rừng luôn. Vậy giờ mùa khô thì mình sẽ tham quan những cái gì đặc biệt ở đây? Dạ mùa khô á thì mỗi một mùa mỗi vẻ đẹp riêng của mỗi mùa. Mùa khô thì mình đi mình thấy những cái bộ rễ quang sơ của rừng tràm. Và sau đó mình nhìn những cái gốc tràm á là những thấy những cái cỏ dại nó mọc trên gốc tràm á chị. Ở đây thì mình có nhiều các loại động thực vật không chị? Ở đây mình 72 loài chị. 72 loài. Loài được đưa vào sách đỏ. Một á là con giăng sen, hai là con điên điển, thường gọi là con cò cổ rắn á chị. Chị, trong dịp Tết gì nè thì chắc hẳn là sẽ có rất nhiều du khách ghé thăm, thì không biết là năm nay cái lượng du khách mà ghé thăm rừng tràm của mình thì có tăng không chị? Dạ theo như năm nay, theo như em đoán á, là sẽ tăng hơn con cát mỗi năm. Tại vì năm nay á, là cái hạng mục cái cầu tre của mình á, là mới là nổi tiếng nhất, dài nhất Việt Nam mình ở đây. Số lượng du khách mà ghé đây đông thì chị cảm thấy là năm nay mình có cái niềm vui gì cho năm mới không? Dạ nói chung khách đến đây thì được nhiều thì tụi em thì nói chung á, là mình sẽ vui hơn. Vui là vui như thế nào? Vui á, là do là khách nhiều, một phần nữa là với phần trà sư của mình được nổi tiếng là cầu tre dài nhất Việt Nam. Một phần nữa là chị em thu nhập được hơi cao, giống như là nó sẽ tăng cái thu nhập của mình lên. Vậy là vào mỗi cái dịp Tết như thế này thì mình vẫn làm việc như bình thường chị hả? Vẫn làm bình thường chị, không có ngày nào nghỉ hết. Chị, trong năm mới như thế này nè thì không biết là chị có những cái mong ước gì cho bản thân mình và cho gia đình không? Dạ nói chung thì năm mới á, thì trước tiên á, là em mong muốn á, là cho gia đình mình á, là được nhiều sức khỏe. Sau đó nữa á, là trong cái điểm mà mình đang phục vụ du lịch á, là mình được á, giống nói chung á, là khách đến đây là càng nhiều là tụi em á, sẽ càng mong muốn là càng mừng hơn. Andrew. Where are you from? From England. England? Yes. Yeah. How do you feel this forest? It's a very peaceful place. It's lovely to see all the conservation and the eucalyptus trees, all of the birds and the wildlife, all the and it also supports the local community for the jobs and everything like that, really. So it's good. Sau khi vui chơi thỏa thích ở rừng tràm Trà Sư rồi thì Ngọc Tú chọn cho mình một địa điểm ăn uống nằm cạnh cây cầu tre trong rừng tràm để vừa có thể thưởng thức những món ăn ngon nè, rồi vừa có thể ngắm quang cảnh xung quanh nữa. Thật là thích đúng không nào? Và những món ăn được phục vụ ở đây đa phần là những món ăn mà đậm chất miền Tây Nam Bộ, có thể nói đến như là lẩu mắm nè, hay là chuột đồng quay lu, hay là gà đốt, và hoặc là đơn giản như thế này, cá lóc nướng trùi.
cho bạn, bạn tới từ đâu vậy? Dạ em tới từ Châu Đốc. Tới từ Châu Đốc, ngày hôm nay bạn đến rừng tràm là nhằm mục đích gì nè? Dạ em đi tham quan và du khảo về nguồn do trường phát động. Hiện tại thì bạn đang đứng trên một cái cây cầu tre trong rừng tràm, thì bạn có biết về cây cầu tre này không? Dạ cây cầu tre này thì em nghe nói là cây cầu tre dài nhất Việt Nam và nó được khánh thành trong khu du lịch này. Đúng rồi, đây là cây cầu tre trong rừng tràm dài nhất Việt Nam đúng không? Và khi đến đây bạn thấy cây cầu tre thì bạn có cảm giác như thế nào? Dạ kiểu rất là thích, kiểu thằng đầu đi một cái cầu tre mà nó dài như vậy, mà nó kiểu đi một cái đường mà rất là nhiều hoa nữa, rất là đẹp. Và điểm đến thú vị trong hành trình du xuân ở rừng tràm Trà Sư ngày hôm nay đó chính là cây cầu tre bắc xuyên qua rừng tràm với chiều dài hơn 10 km. Đây là công trình trọng điểm chào đón năm mới 2020 ở rừng tràm Trà Sư và cũng vừa được xác lập kỷ lục Việt Nam là cây cầu tre trong rừng tràm dài nhất ở Việt Nam. Các bạn có cảm thấy thú vị không nào? Còn chần chờ gì nữa mà không xách ba lô ngay đến đây check-in ngay địa điểm lý tưởng này. Và các bạn đừng quên hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang để theo dõi chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.